tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã tiếp đại sứ singapore catherine wang seoping tới chào xã giao sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại việt nam Đại sứ Singapore bày tỏ sự cảm ơn chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện để đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình, vui mừng khi được chứng kiến những thành tựu rất ấn tượng về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Việt Nam đã khống chế thành công sự lây lan, tạo điều kiện và mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư Singapore. Phó Thủ tướng Thường Trực bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đại sứ, đánh giá cao những đóng góp của đại sứ, nhấn mạnh trong 11 tháng qua, Singapore đã trở thành quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, hệ thống các khu công nghiệp vừa ship ngày càng được mở rộng đầu tư và hiệu quả. Đồng chí Trương Hòa Bình mong muốn trong thời gian tới, các dự án giữa chính phủ, cơ quan, bộ ngành và địa phương hai quốc gia được ký kết sẽ góp phần khẳng định và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu nay của hai nước.